Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, người lao động được nghỉ 4 ngày và trùng vào 2 ngày cuối tuần. Vì vậy, nhiều người dân tranh thủ thời gian này để đưa gia đình đi du lịch, vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của bão số 3, có mưa dông vào trưa và chiều muộn. Vì vậy mà các khu du lịch trong tỉnh được đông đảo người dân lựa chọn, ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Biên Hòa. Là địa điểm quen thuộc mỗi dịp nghỉ lễ, khu du lịch Bửu Long thành phố Biên Hòa ngay từ sáng sớm đã có đông người dân tới đây xếp hàng mua vé tham quan. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người lao động được nghỉ lễ dài ngày. Song do ảnh hưởng của bão số 3 thì nhiều người dân lựa chọn các địa điểm vui chơi gần nhà để đến tham quan du lịch. Tụi anh đi, tụi anh có tham khảo, tụi anh không muốn đi biển là tại vì lúc này đang bão đấy. Cho nên tụi anh chọn về đây rồi có thể mình cho nó tiền đó. Bên này thì nó đường xá nó thoáng, rộng rãi. Rồi các cháu nó vui chơi, nó thoải mái, cây cối, không khí trong lành. Cho nên anh chọn là Bửu Long là rất là thuận tiện. Mà anh cảm thấy là rất rất thích Bửu Long vì nó mát mẻ, trong sạch. Thứ nhất là hôm nay là trời mát mẻ, nó cũng tiện cho cái vấn đề du lịch, mát cho bé. Với lại thứ hai nữa là bé nó nhỏ, nhưng mà gần nó tiện cho đi cho bé rồi nó khỏe hơn là đi xa. Bé nó hơi cực về thì sắp tới ngày học rồi, đi gần thì nó đỡ cho sức khỏe của bé. Theo khu du lịch Bửu Long, trong 3 ngày nghỉ lễ, lượng khách đến khu du lịch tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 ngày thường. Mỗi ngày đơn vị đón trên 5.000 lượt khách. So với năm ngoái không có biến động lớn, điều này đã được dự đoán trước khi tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid. Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ, đơn vị sẽ đón trên 20.000 lượt khách. Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của người dân trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ngoài tôn tạo cảnh quan, đơn vị còn tung ra nhiều chương trình khuyến mại và dịch vụ hấp dẫn. Với lợi thế là thiên nhiên, thì ngoài những tiểu cảnh bông hoa và các địa điểm check-in ra thì khu du lịch Bửu Long áp dụng hình thức là vé trọn gói. Khi chỉ cần mua vé cổng vào thì du khách đã được vui chơi miễn phí gần hết tất cả các trò chơi tại khu du lịch Bửu Long. Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật dành cho du khách thưởng thức tại khu vực sân khấu chính diễn ra từ 10 giờ cho tới 12 giờ hàng ngày. Trong dịp lễ này thì Bửu Long cũng có mở thêm một khu gọi là khu chợ quê để phục vụ nhu cầu ăn uống dành cho du khách trong những ngày ghé Bửu Long tham quan và vui chơi. Dự kiến ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, lượng khách đổ về các điểm du lịch tại Đồng Nai tiếp tục tăng cao. Đây là tín hiệu phục hồi đáng mừng của ngành du lịch sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.